kế tiếp thì các bạn thấy được là liên quan đến thời đào cũng không gì đặc biệt các bạn cũng đã biết là thời đào thì hầu như đã bán hết bitcoin của mình và có thời điểm là dưới 42.000 đô rồi bây giờ thì thời đào cả tháng nay không có đồng tính gì hết coi như thời đào là hầu như là không có bán bitcoin nhất là những tài liệu on chain không cho thấy được là những cái ví thời đào có bất cứ một đồng tính nào có thể là họ đã hết bitcoin đã bán hay là trong vòng một tháng qua những bitcoin hồi đào thì ở đâu có thể là họ tích lũy tại vì họ nghĩ là giá sẽ tiếp tục lên cao đây là thông tin liên quan tới những thợ đào Chúng ta bây giờ hãy nhìn vào cái tình hình của Bitcoin nạp vào và rút ra trên sàn đi Thì các bạn thấy được là Bitcoin đó thì ngày hôm qua cái số lượng nạp vào so với rút ra đó thì rút ra nhiều hơn nạp vào lên tới 8.599 Bitcoin lận, có nghĩa là các bạn thấy là hôm qua tuy là giá Bitcoin có sự tăng trưởng nhưng mà người ta rút ra nhiều hơn là nạp vào. Và trong cái những ngày mà có cái số lượng mình khồi nạp vào đó những đường màu đỏ này mà đi lên đó thì các bạn đều được những cái thanh màu đỏ này đi lên cũng không có gì gọi là đặc biệt có nghĩa là trong thời gian này chúng ta thấy cái hiện tượng là nhiều người rút ra hơn là nạp vào như là các bạn thấy được chúng ta nhìn vào trong vòng 2 tuần qua đi thì có nhiều thanh màu đỏ đi cái xu hướng đi xuống hơn và cái thanh màu đỏ nó có chiều dài hơn là những thanh đi lên trong thời điểm hai tuần qua có nghĩa là người ta nạp vào thì ít rút ra thì nhiều đây cũng là một lý do dẫn tới là tại sao mà bitcoin trên những cái sàn càng ngày càng mất đi tại vì người ta rút ra quá nhiều thì đương nhiên đây là một dấu hiệu tốt tại vì thường nó những người mà đầu tư ngắn hạn như cái trader thì sẽ sẽ không có phiền phức để mà rút ra khỏi sàn đưa vào ví cá nhân của mình đương nhiên họ muốn để bitcoin trên sàn để mua bán cho nó dễ cho nên khi mà bạn thấy hiện tượng bitcoin mất đi trên sàn Bitcoin được rút ra nhiều hơn là nạp vào Thì đây là một cái dấu hiệu cho thấy được Đã có nhiều nhà đầu tư lâu dài đang tích lũy Bitcoin Đây là điều mà Thùng muốn chia sẻ với các bạn Chúng ta bây giờ nhìn vào những tài liệu liên quan đến những cá voi ở Hoa Kỳ đi Thì chúng ta có biết là một trong những sàn mà đã chứng minh được là nơi địa điểm mà nhiều cá voi thích thu mua Bitcoin đó chính là Coinbase Pro Thì Coinbase Pro bây giờ cũng không gì gọi là quá đặc biệt Chúng ta bây giờ nhìn vào cái tài liệu này đi Thì Coinbase Pro Premium Index Gap có nghĩa là cái giá khác biệt giữa Bitcoin trên sàn Coinbase và sàn Binance. Thì bây giờ cái giá khác biệt không được bao nhiêu hết nhưng mình thì được cái giá khác biệt đó nếu như muốn coi như là khác biệt mà đáng kể là phải khác biệt tôi nghĩ là phải hơn 100 đô. Bây giờ thì chúng ta thấy được cái giá ở trên sàn Coinbase và Binance sẽ tương đương với nhau. Khác biệt nhiều khi chỉ có là 20 đô mà thôi cho nên cũng không có gì đặc biệt. Chúng ta không thấy dấu hiệu là có người đang thu mua nhiều Bitcoin ở trên sàn Coinbase Pro. Có nghĩa là dấu hiệu cao voi thu mua nhưng mà chúng ta nhìn vào một cái dấu hiệu khác Đây chính là cái số lượng Bitcoin được rời khỏi sàn Coinbase Pro có nghĩa là được rút ra khỏi sàn Thì đây là cái biểu đồ của đến giờ Chúng ta thấy được là ngày một tay Một tay thì như thế nào các bạn thì được ngày một tay Có nghĩa là cái mức giá là 58.900 Thì mức giá này các bạn thì được chúng ta đã thấy tổng cộng là 12.000 Bitcoin rời khỏi sàn Coinbase Pro Đó chính là một trong những cái điều rất là tốt chúng ta muốn thấy nhiều Bitcoin rời khỏi sàn Coinbase Pro Đây cũng là một dấu hiệu có thể là một tổ chức nào đó thu một Bitcoin và đem Bitcoin ra khỏi sàn Và lần cuối cùng chúng ta hiện tượng này xảy ra đó chính là cái thời điểm giá là 51.900 Nghĩa là có tổng cộng là 12.400 Bitcoin rời khỏi sàn vào ngày 25 tháng 3 Thì có phải đây là dấu hiệu của một tổ chức thu mua không thì thường nghĩ là cũng khá là khả khi Chúng ta à, phải chờ thêm thông tin Coi có ai đó xác nhận hay không nhưng mà đây là một điều rất tốt Có nghĩa là mức giá 58.000 chúng ta vẫn thấy cái sự hỗ trợ đến từ những tục đầu tư Họ nghĩ là cái giá này vẫn là cái giá tốt để mà họ mua và đem Bitcoin ra khỏi sàn Chúng ta bây giờ hãy nhìn vào tài liệu kế tiếp đi Đây là tài liệu liên quan đến những cái sàn ở Hàn Quốc thì các bạn thấy được là cái giá của Bitcoin ở trên những sàn Hàn Quốc lại tiếp tục tăng lên các bạn thấy được là bây giờ dựa theo crypto khoa nữa thì trung bình là cái giá ở trên những sàn Hàn Quốc là cao hơn cái giá những sàn quốc tế khoảng chừng là 8,8% thì những bài nào mà sống ở Hàn Quốc thì hãy comment bên dưới đây có phải là hiện tượng là những người đầu tư lớn ở Hàn Quốc thu mua nhiều cho nên mới dẫn đến cái sự trên là giữa giá cả giữa cái giá Bitcoin cho sàn Hàn Quốc với sàn quốc tế hay là không hay là đây là vì một lý do nào đó thì các bạn hãy comment ở bên dưới và chúng ta cũng sẽ thấy cái hiện tượng tương tự liên quan tới tây mà thường sẽ chia sẻ thêm một lát nữa kế tiếp thì các bạn thấy được chúng ta bây giờ muốn coi coi là trong cái thời gian là 24 giờ qua những cái mức giá nào của bitcoin mà khiến cho nhiều người muốn chút lời có nghĩa là các bạn thấy hiện tượng là bitcoin được đẩy lên trên những cái sàn giao dịch thì chúng ta thấy là trong vòng 24 giờ qua những cái mức giá như là 58.900 hay là các bạn thấy được là cái mức giá là 59.300 là những cái mức giá mà chúng ta thấy được là có nhiều cái thanh màu đỏ này tăng trưởng có nghĩa là chúng ta thấy nhiều Bitcoin được đưa lên sàn bởi nhiều người ở những cái mức giá là từ 58 cho đến 59.000 và ngược lại chúng ta thấy được là ở những cái mức giá như là các bạn thấy là trong vòng 24 giờ qua những mức giá như 54.900 hay là cái mức giá như là 59.500 cũng như những mức giá mà có nhiều người đẩy những đầu ổn định lên trên sàn có nghĩa là chúng ta nhìn chung tổng quát về tình hình Bitcoin trong vòng thời gian mấy ngày qua thì mà thì được là thợ đào đương nhiên là không có đồng tĩnh gì chúng ta không thấy nhiều đồng tĩnh liên quan đến những cá voi thu mua ở trên Uh, sàn Coinbase Pro nhưng mà chúng ta thấy có cái sơn lớn Bitcoin rời khỏi sàn ngày hôm qua ở cái mức giá là khoảng 58.000 đô nhưng mà những nhà tư riêng lẻ bây giờ đó thì phần lớn là mỗi lần mà giá lên tới 58 59.000 thì lại có nhiều người đẩy Bitcoin lên trên sàn thì đương nhiên đẩy lên sàn để mà bán nhưng mà ngược lại cũng cái mức giá 58 59 000 thì lại có nhiều người đẩy đông định lên, lên sàn để mà thu mua. Đó lý do tại sao mà các bạn thấy được là giá Bitcoin xoay quanh cái mức là 58 59 000 trong vòng 2 ngày qua. Đây là tình hình chung của Bitcoin dựa theo những tài liệu on-chain mà Thủ muốn mang đến cho các bạn. Chúng ta bây giờ hãy nhìn một số những cái dữ liệu ở trên Classno đi. Thì Classno đương nhiên một trong những cái chỉ số mà nhiều bạn quan tâm đó chính là chỉ số No, NUPL. Thì chỉ số này bây giờ đó ở cái mức là 0,7 đóng lại ở cái mức là 59.118 Khi mà chỉ số lên 0.75 thì chính là cái lúc mà cái đường màu xanh lá cây này chuyển qua màu xanh dương Cũng là lúc mà chúng ta thấy cái dấu hiệu đỉnh đầu tiên Thì các bạn thấy được là bây giờ cũng không có gì khác biệt Bây giờ là mình có thể là lên tới cái mức là khoảng 75-76.000 Trước khi mà chúng ta có cái nguy cơ là cái đường này chuyển thành màu xanh dương Tại vì sao? Tại vì các bạn thấy được là trước đây đó đã chỉ cần lên tới 58.000 thôi thì chúng ta thấy là nguy cơ đã trùng trùng rồi có nghĩa là chúng ta đã sắp sửa thấy cái đường màu xanh lá cây này chuyển qua thành màu xanh dương à, nhưng mà sau đó lại điều chỉnh rất là đúng lúc và bây giờ tại vì những cái đợt điều chỉnh xảy ra trong cái thời gian là từ cái thời điểm là cuối tháng 2 cho tới bây giờ cho nên bây giờ Bitcoin hoàn toàn có thể lên được cái mức là 75.000 đô trước khi chúng ta thấy cái đường màu xanh lá cây này có nguy cơ chuyển thành màu xanh dương một số những thông tin khác mà chúng ta muốn nói tới ở trên classno đi à, một số những biểu đồ những biểu đồ này thì các bạn cũng không cần phải quan tâm quá nhiều là tính như thế nào tại vì tôi đã chia sẻ những video trước đây nhưng mà một cách hiểu đơn giản đó là đây là những cái dấu hiệu coi coi chúng ta có đến gần đỉnh hay là chưa thì các bạn thì được là mỗi lần mà cái đường màu vàng này mà đi lên mà sắp sửa vào cái vùng màu đỏ này là chúng ta đã bắt đầu có cái dấu hiệu đỉnh rồi. Cũng như là chúng ta thấy những cái đợt trước đây như năm 2011, năm 2013, năm 2017 mỗi lần mà đường màu vàng này vào dùng cái màu đỏ trên màn hình thì đây là những cái dấu hiệu đỉnh mà chúng ta cần phải quan tâm đến. Thì bây giờ all hodler chưa có dấu hiệu này các bạn thấy được chúng ta vẫn còn một khoảng cách Pure Multiple thì cũng như vậy các bạn thấy được là xa hơn là All Nhưng mà chúng ta vẫn chưa có đi vào cái dùng màu đỏ này Kế tiếp là Market Cap cho Market Cap thì các bạn thấy là cũng tương tự Chúng ta vẫn chưa có cái nguy cơ là đường màu vàng đi vào dùng màu đỏ à, Một trong những cái điều mà chúng ta vẫn chưa thấy sự hồi phục đó chính là cái phần trăm lời của cổ phần Grayscale khi mà so sánh với lại cái số lượng Bitcoin đang có các bạn thấy được là bây giờ đó thì cổ phần Grayscale đó đang giao dịch ở cái mức là trừ 8,51% có nghĩa là cổ phần Grayscale bây giờ giao dịch còn rẻ hơn là cái số lượng Bitcoin mà họ đang có thì cho đến khi nào mà chúng ta thấy cái đường màu vàng này đi trở lên chuyển thành cái uh, phần trăm là phần trăm dương nhất là trên hai phần trăm thì đó chúng ta mới tiếp tục thấy scale thu mua cho nên đây là lý do tại sao mà gần đây chúng ta không nghe nói tới scale thu bitcoin tại vì gần đây các bạn thấy được là họ thu mua nhưng mà cổ phần của họ không có bán với cái giá như là cái giá bitcoin mà họ mong muốn cho nên gần đây chúng ta không nghe nói đến những thông tin liên quan tới công ty scale. Bây giờ chúng ta hãy nói tới như một số những tài liệu tương tự liên quan tới mạng lưỡi của Temium đi Thì các bạn thấy được là Temium thì cũng tương tự như là Bitcoin cái số Ethereum mất đi trên sàn ngày lại càng nhiều các bạn cứ thấy đi cái đường màu đỏ này đi xuống liên tục liên tục từ tháng 8 năm ngoái cho tới bây giờ và cái dấu hiệu liên quan tới Ethereum mất đi trên sàn đó là một dấu hiệu rất quan trọng và lý do tại sao mà giá Ethereum thì vẫn cũng tăng trưởng nhưng mà các bạn thấy là cuối cùng cũng qua được 2.000 đô nhưng mà không có sự đột phá thường nghĩ là vì một lý do nào đó chúng ta không biết nhưng mà thường thì cứ nghĩ là có một cái điều gì đó muốn giữ giá Ethereum lại ở đây tại vì bây giờ các bạn thấy được những tỷ phú bắt đầu đã quan tâm tới Ethereum Ethereum trên sàn không còn là bao nhiêu nữa thì chỉ cần là chúng ta thấy có một tin tốt thôi chúng ta chỉ cần thấy là có một cái sự tăng trưởng về cái phương diện là nguồn cầu thì giá sẽ tăng lên rất là nhanh đây cũng lý do tại sao mà thường rất là chú tâm tích lũy Ethereum trong thời gian mấy tháng qua mà thường đã chia sẻ rất nhiều trên channel này kế tiếp à, các bạn thì được lại Ethereum một phần tại sao mà bị mất liên sang nhiều đó chính là có thể người ta tham gia vào DeFi có thể người ta đưa vào mạng lưới Ethereum 2.0 và đưa vào thì cả năm sau mới rút ra được tại vì bây giờ chứng đoán là tới một năm sau thì Ether 2.0 mới thực sự là cho phép rút ra thì các bạn thì được là cho tới ngày hôm nay cái số lượng Ethereum nạp vào ở trên mạng lưới 2.0 đó đã là 3,15% rồi, có nghĩa là cho tới ngày hôm nay cái số lượng tiền bị lóc lại đã lên tới 3,62%, cái số lượng cái số lượng tiền bị lóc lại là 3,62 triệu Ethereum, có nghĩa là cái số lượng Ethereum đã không còn trên thị trường nữa. Chúng ta nhìn vào cái tài liệu liên quan tới Ethereum đi thì trong vòng 3 ngày qua các bạn hiểu được là cái số Ethereum rời khỏi sàn chứ không có là tăng lên. Cái số mà nạp vào thì ít hơn cái số rời khỏi sàn và chúng ta thấy hiện tượng này cũng xảy ra khá nhiều trong thời gian mấy tháng qua những cái đường mà màu đỏ mà rất là sâu đi trở xuống và cuối cùng liên quan đến uh, Hàn Quốc thì các bạn đều được là Hàn Quốc cũng cho thấy được là cái phần trăm giá của Ethereum ở trên Hàn Quốc bây giờ là khoảng 8 8% cao hơn giá quốc tế thì cũng tương tự. Các bạn nghĩ đây là cái hiện tượng của sự thu mua Ethereum ở Hàn Quốc hay là đây là vì một lý do nào đó thì các bạn nào mà sống ở Hàn Quốc hiểu hơn về tình hình nội bộ của Hàn Quốc thì hãy comment bên dưới để cho chúng ta cùng nhau tìm hiểu về tình hình của Hàn Quốc.